Rồi chào bà con nha, nay ngày 17 tháng 2 nha, em còn mấy cây quay cho hết mấy cây nha. Ngày mai em sẽ lên clip mới, có hàng mới về ha. Nay có mấy cây bán mấy cây đi. Chứ lâu quá không lên clip rồi bà con hỏi hoài ha. Dạ em có mấy cây tám nè. Có cái cây này hồi trước bán 500 mà nó bị nứt kính, em bỏ bóp nó về bị nứt kính. Nó bị liệt cái cảm ứng ngay giữa nè. Khúc vậy nè, quay lại xài đỡ thì được. Nó là bị liệt cái chiếc giữa nè, có thể coi YouTube này kia được ha, em bán 200 ngàn luôn. Cây này là cây táp Odot ha. Táp V8 cũng được ha, táp V8 màu đỏ ha. Em bán 200 ngàn luôn ạ. Nó bị cảm ứng, nó bị liệt khúc giữa nè, bị nứt cảm ứng ha. Thay cảm ứng được. Về có thợ nào cây cao tay thì thay cái cảm ứng này xài ha. Còn không để vậy xài, coi YouTube lật qua lật lại bấm ha. Nó lật qua lật lại vậy bấm được hết ha. Cây này em bán 200 ngàn luôn, sổ cho anh em luôn à. Rồi cây này cây phim tub ha, cây này cây phu tu ha. Đầu là phu tu đi ha. Cây này màn hình bự à. Cây này anh roi cao đó, học online được luôn ha. Cây này em bán giá 900 à. Cây này em bán giá 900 nha, học online tốt ha. Cảm ứng ok luôn ạ. Có tải một mớ game rồi ha. Rồi, cây này em bán giá 900 luôn ha. Rồi cây này là cây iPad 2 ha. 16GB iPad 2 ha. Vỏ còn đẹp ha, tại dính keo em chưa lau á. iPad 2 nha. Cây này em bán giá 1.1 triệu. iPad 2 1.1 triệu nha. Cây này không có xài sim ạ. Không xài sim. Không có sim. Cây này em bán 1 triệu luôn nha. Sổ luôn nha, không có xài sim em bán 1 triệu luôn nha. iPad 2 giá 1 triệu luôn ạ. Rồi cây này là cây cây TAP 1008 ha. Cây này Android 4.1, coi video YouTube ở trên trang web ha. Cây này nó nứt kính em bán giá 500 nha. Cây này nứt kính em bán giá 500 nha. Nè, xài bình thường hết luôn nha. Cảm ứng bình thường hết luôn, không lỗi gì hết nha. Nó bị nứt kính ở giữa nè, nó đường này ngang nè. Đó. Cây này em bán giá là 500 ngàn nha. Mua về cho bà ngoại coi cả lương cũng đỡ ha. Có lương hay là bé học bé tập ăn nói vậy này kia ha. Coi YouTube nè ha. Cái nút nguồn nằm trên đầu nha. Rồi nút này nút bách. Bách về nút này nút nguồn ha. Nút nguồn nằm trên đầu nè. Còn nút này nút bách, nút lớn, nút nhỏ ha. Rồi cây Asus TAP Asus K016. Cây này coi YouTube đen ok ha, 700 ngàn. Coi YouTube đen bình thường ha. Cây này ok ha. Coi nghe nhạc xem phim YouTube này kia ha. Cho bé nó học online này kia ha, học tiếng Anh này kia ha. Rồi cho bà ngoại coi cá lương này ha. Cao kê ok ha. Cây này 700 ngàn ạ. 700 ngàn nó có chiều dài, không có chiều, nó có chiều dài, chiều ngang em cầm vậy ha. Bỏ sim nghe gọi luôn ha. Cây này không có sim ha. Cây này không có sim nha. Có sim mà. Ủa đâu? Cây này. Có sim nha. Cây này có sim nha. Có mở sim ra thể nhớ ai sim. Em có cây Samsung chính hãng nè, TAP 4 ha, 10 inch ha. 10.1 inch ha. Cây này siêu phẩm của Samsung ha. Cây này mạnh lắm. Cây này giá là 1.3 triệu ha. Em bớt 100 ngàn luôn, bán 1.2 triệu luôn, sổ luôn. Em đem tới đem luôn, nặng nề quá. Bán giá 1.2 triệu luôn nha. TAP 4 10 inch giá 1.2 triệu luôn nha. Nhân chính hãng của Samsung nha. Cây này mắc lắm ha. Cây này giá là 3 triệu á. Màn hình bự ha. Chính hãng của Samsung có nét căng carbon ha. Mặt kính ha, nó bị tí nị màu đen hay không sao ha. Em có mấy cái cam nè, em bán luôn ha. Cam này là của cam hành trình của thằng Việt Mát nha, hiệu Việt Mát nha, của thằng
xe tải hay là xe du lịch nha, mua lệnh ghi hình đó, rồi chỉ luôn ha. Nó chỉ cái đường đó bao nhiêu km, bao nhiêu cái này chưa lột ti nha, là có để km và lấn link này kia nó báo luôn ha. Cây này của Vietmart là 1080 bit, cây này rất là nét, rất là trong ha, bỏ thẻ nhớ vô găm nguồn là nó chạy ha. Cây này bự thì nó cảm ứng luôn nha, cây nhỏ thì nó không cảm ứng mà xài nút ha. Cái này là chưa lột mát luôn ha, đẹp lắm. Rồi nó báo km luôn này kia, nó ghi hình lại. Còn ai ở nhà mà không chạy xe này kia cũng vẫn được nha, là mình gắn lên mình để ghi hình cứ 3 phút hoặc 5 phút nó luôn một cái file mình coi lại. Một ngày nó xảy ra chuyện gì ha, mình bỏ thẻ nhớ 64 ra này kia là coi ha. Dâm vô để em găm thử cho coi ha. Cây này xài nút ha, có nút ở đây là bấm lần hai lần mình biết ha, dễ ợp à, cam bự luôn ha. Nó khởi động nguồn cục dự phòng nó không đủ. Găm vô cái bự, nguồn dự phòng nó không đủ, nguồn dự phòng nó không đủ. Cam này ok á, 1080 bit ha. Cái nhỏ, hai cái nhỏ này á, bán giá là 400 nhân cái nha. Còn riêng cái bự á, cái bự mà ok á, hoàn chỉnh luôn á, là bán giá 600 nha. Riêng cây này là màng nó hơi xấu, cây này màng nó hơi xấu ha, nó không được đẹp nha. Cây này em bán giá là 400 nha, cây màng hơi xấu bán giá 400 nha. Ở thị trường cây này là 2 triệu mấy 3 triệu không á. Rồi em có mấy cây, hai cây Wi-Fi của Hùng My nha, giờ đang hiếm nè. Cây này gọi là kích sóng Wi-Fi, có nghĩa là Wi-Fi của mình được 20 mét thì gắn cây này vô là nó được 40 mét. Cây này sóng Wi-Fi nó sẽ mạnh hơn ha, ra xa cho mình xài ha. Cây này 200 ngàn một cây ha, em còn hai cây ha. Cây này giờ kiếm mua không có ha, cây này giờ hiếm rồi không có nữa ha. Của Hùng My nha, nếu mà nói hãng khác thì còn nha, còn My không có nữa nha. Em bán giá 200 ngàn cây ha, kích sóng Wi-Fi ha. Cây này là Z320 zin nguyên cây ha, giá 600, vỏ hơi xấu. Z320 màn hình zin luôn ha. Cây này 600 nha, tại vỏ xấu bán giá như vậy đó. Với lại nứt ở trên đây tí nị ha. Em có một cây đẹp ken luôn ha, cây này 700 nha, cây này 700 nha, Z320 nha. Em có hai cây, một cây 600, cây 700 ha. Cây này Z2 Prime ha, cây này 600 ngàn nha. Z2 Prime zin nguyên cây ha, bán giá là em tải sẵn ha, học online tốt luôn, Android nó 6 chấm luôn ha, có đèn led trước luôn ha. Cây này bán giá 600, em còn tới 5-6 cây nữa. Cây này Nova S màu đỏ 400. Sao cây này ngon quá trời, không ai chốt lần sao ta. Cây này pin châu luôn. Nova S màu đỏ ha, cây này 400 nha. Còn một cây iPhone 5S đẹp Ken Span ha. Cây này mức găng tay, màn hình zin, vỏ cũng còn đẹp, vỏ đẹp Ken ha. Cây này bán giá 900 nha, màn hình zin nha. Camera ok ha, đẹp ha. Cây màu đen ha, đẹp Ken Span ha. Cây này nói chung cũng đẹp ha. Giá 900 nha bà con, 5S nha. Z2 Prime, cây này bị ám lót ha. Đúng ra là 600 mà ám lót, em bán 500 nha. Ám lót là như vậy nè bà con, coi rồi mua chốt nha, chứ đừng hỏi nha. Nó cái lót nó bị nha, cái màn hình không bị ảnh hưởng nha. Màn hình xài bình thường hết, mọi chức năng đều ok hết luôn nha. Nó chỉ ám cái lót thôi, không ảnh hưởng gì hết nha. Em bán cây này là giá là 500 nha.
Huawei AR5. Cây này 700, vỏ nó hơi xấu quá, giờ em bớt thêm 100 nữa bán 600 luôn nha. Cây Huawei AR5 nha, bán 600 nha. Cây này vỏ nó hơi xấu em bán giá bớt mới vớt cho bà con ha. Cây em bán giá 600 nha, 600 nha. G530 nha. Đây G530. Cây này giờ 500.000 nha, G530 là 500 nha. Còn full chứ đều vỏ màn hình đẹp ha, là 500 ha. Mà hình xấu em bán giá 400, mà giờ không có, lâu lâu mới có một cây hình xấu còn nhiêu đẹp không à, bán giá là 500 nha. G530 HTC 816, cái anh ở trên Bến Lức dốt mà sao ổng hẹn ảnh cọc rồi mà 3 bữa nữa anh chưa xuống lấy luôn rồi, chờ bán luôn rồi. Tại vì khi mà chốt cọc là được ngày 2 ngày thôi mà anh để về biết chừng nào anh lấy. Cây này 500 ha. Cây này là 816 HT hủ tiếu chai nha, 816 nha. Cây này 500.000 nha. Hủ tiếu chai 500.000. Ủa cây iPhone 6 Bipad này không xài sim nhưng mà xài Wi-Fi mà chơi game mạnh mà coi phim học online tốt mà sao không ai xài chứ, người ta không ai mua ta. Cây 64GB luôn, học online tốt luôn, mạnh dữ vậy. Chơi tất cả loại game luôn, Liên Quân về Viva hay là BU gì được hết luôn. iPhone 6 chứ không xài sim thôi, bỏ Zalo nghe gọi được luôn á. Trời chịu ha. Cây S6S bán giá 1.2 triệu nha. Màn hình nó hơi đốm này, không bị ảnh hưởng gì hết nha. Mà Super AMOLED, pin cũng trâu luôn, cây này pin trâu á. 6S nha. S6S màn hình cong sao bông level luôn ha. Có hồng ngoại ha. Cong luôn ha. Có sạc không dây luôn ha. Màn hình Super AMOLED cong luôn ha. Còn cây Z7 Plus. Giá 1.7 triệu ha. Z7 Plus giá 1.7 triệu nha. Cây Z7 Plus giá 1.7 triệu nha. Z7 Plus RAM 4. RAM 4 nha. Cây này RAM 4 bộ nhớ 32 nha. RAM 4 bộ nhớ 32. Cây này bán giá 1.7 triệu nha, Z7 Plus nha. Z7 Plus màn hình Super AMOLED CanSpan nha. Bán giá 1.7 triệu nha. Rồi bây giờ em quay qua anh Hùng nha. Ai mua anh Hùng thì số điện thoại nằm bên tay phải nha. Luôn tiện em quay cho ổng luôn à. Anh nói thôi, em nói đây. Để em nói cho anh. Ổng bị té xe giò nó hơi đau nha. Để em quay luôn nha. Cây này nhiêu hả? Cây này 800 ngàn nha. Cây này tập bộ bàn. Thôi nè nè, này lấy 700 ha. Hết pin rồi nha. Rồi, hết pin. Cây Sony. Sony này để bày nè, giờ bán 1 triệu nha, mà báo trước là pin nó báo ảo nha. Nào nó báo đúng thông số. Cái pin nó báo ảo nha, bán giá 1 triệu nha. Pin báo nó không đúng. Android 6.0 nha. RAM 3GB á. Pin cũng trâu lắm, con cái nào báo ảo thôi nha. RAM 3GB nha. Bộ nhớ 32. Bộ nhớ 32, máy tính bảng mà RAM 3GB cũng chạy phà luôn ha. Đó, có 2 cây máy tính bảng hả? Còn 2 cây. Còn có 4 cây G530. G530 mà vỏ hơi xấu à. Cây này bán giá 4.5 hả? Nó bán 400, nếu mà vỏ xấu bán 400. Không bán cây này 400 luôn, ai hốt hốt nha. Tính mai cây này không bán giá 400 luôn nha. Mai thay đẹp bán 500. 4 cây. Đây không có 4 cây luôn ha, G530 nha. Màn hình đẹp thì không bán giá 500 nha. Còn vỏ xấu nè, vỏ xấu không bán giá 400 ha. Cây này nha, vỏ G530, G531 bằng bán giá 400 ha. Vỏ đẹp thì mà ngày mai lên vỏ bán 500 ha. Apple M1W dễ chờ. Không biết nữa, thôi để mai mở. Bán 800. 800 ngàn nha, mở khóa rồi mới bán nha. 800 ngàn F1W RAM 3GB bộ nhớ 132 nha. F1W nha, cũng bán giá 800.
cái này có cây này bị lỗi ngay góc này được. Rồi có bán không? Nếu đều thì bán 300 mình, ai mua mua nó bị lỗi ngay góc mình mở luôn rồi coi. Rồi cái này nha, sạc pin vô đầy bán nha, giá 300.000 nha, bị lỗi ngay góc nha, bên đây nha. Ổng nói vậy biết vậy thôi. Mấy bạn HTC giống cái bển của em hả? Ừ, khác khác. Này nhiều hả? Bán 500. Hủ tiếu chai 500, hủ tiếu chai 500 luôn nha, hủ tiếu chai nha, có camera nha, hủ tiếu chai nha. Hủ tiếu chai 500, 500 luôn, hủ tiếu chai nha. Nãy giờ không mở nguồn đâu, mình lại quay cái giờ mới mở. Đâu bà tắt. Cái này gì đây? Apple gì đây? R7S. R7S nhiêu hả? Triệu 2. Rồi cây này 1.2, cây này 1.2 nha, R7S nha, RAM 4GB nha. Bộ nhớ 32. RAM 4GB bộ nhớ 32 nha. Android chắc cao lắm, tại mấy cái này là Android cao lắm. Thấy chữ giới thiệu luôn. À cuối. Android 5.1.1 ha. Học online tốt à. Cây này 1.3 phải không? 1.3. RAM 4 nha. 1.2 nha, RAM 4 nha. RAM 4.2 chơi Liên Quân các kiểu ha. Mạnh mẽ ha. VF Max. VF Max 600.000. 600 VF Max 600. VF Max nha, mà hình cũng thấy cũng đẹp quá trời ha. VF Max này thì pin nó trâu ha. VF Max nha. VF Max nha, nhiêu 400 600 hả? 600. 600.000, 600.000 VF Max nha. Nhìn cũng bự bự ha. RAM 2. Mobitas, Mobitas Lite 300.000 hả? 300. Mobitas Lite 300 nha, mua chữa trái nghe gọi ok ha, có wifi đầy đủ ha, coi YouTube được ha. Học online được luôn ha. Kẹt kẹt thì mua cái này xài chữa trái được ha. A70 Đài Loan. A70 Trung Quốc ha. A70 nhái nha, hàng giả nha. A70 hàng giả nha, nhiêu hả? 500. Màn hình cũng đẹp quá trời luôn ha. Nó bị lít một nước hả? Nha. Màn hình bị nước nha. Mà còn bấm ok nha. Màn hình bị nước nè nha. Nước ngang nhưng mà màn hình không ảnh hưởng gì hết nha. Bán giá nhiêu hả? 500. 500.000 nha. A70 nhái nha, bị nứt kính nha. A70 nhái bị nứt kính. Bán 500 nha. Quá bèo. Mobitas S2 chưa thời gian mở tài khoản. Nhiều hả? Mai đi mở bán 600. 600.000 mở tài khoản xong bán 600.000 nha, chưa mở tài khoản nha. Mai mới đi mở luôn ha. Oppo nhái nha. F5 nhái. Oppo giả nha. F5 nha. 700.000 nha. Giống như thiệt luôn. Xài bình thường mạnh nha. Cũng tương đối là mạnh nha. Xài tiếng Anh nha. Đâu có tiếng Việt. Tiếng Việt đâu? Tôi thấy toàn tiếng Anh không tiếng Việt ở ông nội tôi ra. Sao không bấm tiếng Việt trước đi? Mới gì xét chưa? Để em kiếm tiếng Việt thì có không nha. Có. Hên quá có tiếng Việt nha. Em tưởng là tiếng Anh không chưa đổi qua. Rồi tiếng Việt nha. Cây này hàng nhái không bán nhiêu hả? 700.000. 700.000 nha. Tương đối ok đúng không? 700. G5 2 cây. Anh em bấm G5. Cây đấy chưa. Nhiều hả? G5 2 cây 700 nha. Mai thay giỏ mới bán nha, giá 700 nha. Thay giỏ xong bán giá 700 nha, riêng nguyên cây nha. Thay giỏ nha. Bán giá 700 nha, G500 nha, G500 màn hình không đủ giá tiền nha. Asus giỏ xấu ha. Mà đâu có Moto. Motorola luôn hả? Giỏ xấu hả? Cái này nắp đít này nó cái lớp keo rồi nó. Lớp keo nó chảy ra đó nha. Ừ. Mua xăng về khoảng dừng 10 lít rồi, lao hết nha. Rồi mô tô lao bán nhiều à? RAM 3GB bộ nhớ. RAM 3GB luôn. RAM 3GB bộ nhớ 32 luôn nha. Cái mô tô là bán nhiêu? 800.000 nha. RAM 3GB bộ nhớ 32. Mua tốn tiền mua thêm 10 lít xăng nữa lao cái vỏ sau nữa nha. Lao rồi xong rồi xài còn không mua cái ốp vô nha. RAM 3GB đó. Giá 800 hả? Motorola nha, Motorola 800. A5 Samsung Galaxy A5. Máy ghi nguyên cây. Ghi nguyên cây luôn. Nhỏ gọn bằng vỏ nguyên nhôm nguyên khối nha. Để em lấy nét lại cái.
vỏ nhôm nguyên khối luôn nha, A5 nha. Ở trước em có cây cái em để gọi đèn cho sáng cái bỏ quên lại cái cây giùm bác đó, mất tiêu. A5 này là một thời em cũng có xài. 500 hả? Sao rẻ hả? Không tại bán rẻ bán sầu. Ủa cây A5 nhỏ nhôm nguyên khối gõ gọn ha, bỏ túi xài ok ha. Ông bán giá có 500 ngàn à. Cái màn hình không 700 ngàn, ông bán giá có 500 ngàn. A5 chốt liền nha, cây này ngon lắm nha. A5 chỗ nhôm nguyên khối nha, cái này là dính bụi lao hết, tao không lao á. Đâu mới bóc cái này đi. Mới bóc dán à, ông dán sau lưng để làm giá đỡ mà ông mới bóc chưa lao ha. A5 có 500 ngàn à. Hậu tiếp bây giờ ta GBR vỏ hơi xấu ha, bán giá 1.4 nha. 1.4 nha, GBR màu xanh nha, vỏ xấu nhưng màn hình đẹp ha. Màn hình Super AMOLED nha, chứ em quay phim nó quay camera nó vô nó chớp chớp vậy ở ngoài đẹp can sơ bên nha. Có mấy cây. Màn hình GBR bị LED là em quay nó bị vậy đó. Camera nó vậy đó. Mấy cây to nó. Ai ở xa tỉnh ship em ship toàn quốc luôn nha, cọc em cái cạc quỳ theo 50 ngàn. Ai không cọc em muốn ship luôn nha. Cọc em cái cạc 50 ngàn em trừ tiền từng máy luôn nha. Còn mua 2 cây thì bao ship, còn mua 1 cây thì 35 ngàn tiền ship nha. Mua cây nào thì nhắn tin chốt chính xác cây đó ha, em mới bán được nha. Còn hỏi rồi cây đó khó lắm nha. Tại mình không thấy được cái máy như thế nào nữa thì sao bán được. Oppo Neo 7 vỏ xấu nha. Cây này không bán giá là 600 luôn ha. 500 luôn, không bán giá 500 luôn. Neo 7 màn hình cũng còn đẹp ha. Màn hình cũng còn đẹp ken ha, mà có cái vỏ nó hơi xấu ha. Ông bán giá 500 luôn ạ. Oppo Neo 7 G700 ha. Vỏ xấu nha. Mai thay vỏ đẹp nha. Mai thay vỏ đẹp luôn hả? Ừ. Bán giá nhiêu, 1 triệu hả? Bán 1 triệu ha. Mai thay vỏ đẹp bán giá 1 triệu nha. Cây này vỏ xấu để vậy bán giá là 800 ha. Ha. Thôi. Không. Thay vỏ bán. Thay vỏ mới bán hả? Rồi giá 1 triệu nha. Thay vỏ bán ken xe ben là 1 triệu nha. G7 Prime màn hình hơi xấu góc nha. Màn hình hơi xấu góc. Góc nó vàng vàng quay gió cho người ta thấy. Nè, vàng vàng nè, góc này cũng vàng vàng nhẹ nhẹ nè ha. Cây này nhiêu hả? Bán giá 1 triệu nha. 1 triệu nha. G7 Prime nha, nó bị hơi vàng vàng nha. Mà ông bán giá 1 triệu nha. RAM 3 một nhớ 32 nha. Ông bán giá 1 triệu nha, G7 Prime nha. Bán giá 1 triệu nha. Rồi xong hết chưa? Rồi chào bà con nha, ngày mai em sẽ đi lấy số hàng nhiều thiệt nhiều về ủng hộ cung cấp cho bà con mua cho rẻ ha. Rồi chào bà con gái anh Hùng. Rồi chào bà con nha. Rồi.